bạn sữa sẽ đi học bằng xe đạp đến trường, rất là háo hức, vừa rửa xe để đi bơm lốp rồi. Lớn lên thì đây sẽ là một kỷ niệm rất là đáng nhớ với bạn ấy. Thì bạn ấy chưa bao giờ được đạp xe tự mình đạp xe đến trường cả, chỉ có được đạp xe quanh quanh ở gần nhà ngõ thôi. Là vì từ nhà đến trường thì không xa lắm, khoảng có 1 cây, thế nhưng mà ở quãng đường đi thì lại rất nhiều xe ô tô, rất là nguy hiểm, cho nên là vẫn chưa thể để bạn ấy tự đi một mình được. Hôm nay thì bạn ấy đi đường tắt đến trường, vẫn chưa tự tin để đi ra ngoài đường. Đây là lâu lâu không đi có vẻ kêu. Trường thì là khó nhất là khi mà sang đường. Đấy. Bây giờ thì chuẩn bị ra đến đường Tôn Đức Thắng rồi. Đấy, như đường to này thì con phải đi chậm lại. Đúng rồi. Con nhìn ở phía tay trái này, không con rẽ đi. Đấy. Đi ổ gà thì đi chậm chậm thôi chứ đi vào những cái nơi mà nó sóc thì mình đi đây này. Trước thì có ô tô này đúng không? Sau rồi con tí đoạn kia con dừng lại, cứ trường đi đã, con dừng lại con xem. Bây giờ thì xe rất là vắng, khi mà chiều ấy thì xe rất là đông xe. Đấy. Con quan sát đi, con dừng xe lại, con quan sát ở phía tay trái này, xem là có xe đến không. Con dừng xe hẳn xe lại, con quan sát đi xem nào, là con có thể quay mặt đầu lại xem. Nào, con nhìn đây, ba cũng phải nhìn này, nhìn chưa? Nào, quay đầu nhìn sang phía đằng này là sữa, dừng lại, dừng lại. Dừng lại bác bảo, bây giờ con dừng lại, con quan sát sau là có xe không. Có xe không đấy, thì mình phải đi chậm lại. Đấy, tô. Có xe mà sao lại đi thế. Rồi, đi sang đi. Nguy hiểm không? Đấy, chúng ta quan sát mình căn xe thì đi rất là nguy hiểm. Con dùng tiền chưa? Con từng cầm tiền gửi xe chưa? Ok. Đấy. Xong đi đoạn này nhé, đoạn này nó cũng có ở trong ngõ hay ra thì mình phải đi chậm lại này, phải đi xem trong ngõ có ai không. Đấy, đúng không? Xong mình đi đây vỉa hè đi. Xong đi vào trường.
xuất sắc rồi. Thế là con giữ gửi xe ở đâu? Trong trường. Thế là? Trong trường ạ. Có thể con dắt xe trường đi. Con phải lấy tiền chứ không? Tiền à? Lấy nghìn nữa cho này. Có 2.000 thế không? Lấy tiền mang này. Chiều sang đón em nhá. Sau 3 vấn đề. Về đây. Đấy, bạn ấy đang giả tiền cho bác bảo vệ tiền trông xe đấy. 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 Lớp của bạn ấy ở ngay đây luôn rồi. Oh. Lớp rồi, chào các bạn nhé.